Sao lại hiện ra thì? Hôm nay con số về cũng đông. Mạng nó không bị lag mấy. Hello, xin chào các em. Hello, Hoàng Vy, Nguyễn Thị Quyên. Chào Clever Nguyễn. Chúng ta Hello Nguyễn Duy Hưng. Hôm nay có vẻ mạng khá là ngon nghẻ đấy. Không đến nỗi đâu. Ok, rồi. Hôm nay thì lại bị muộn mất một chút đúng không? Bị muộn mất một chút, rất là hẹn chúng ta lúc 8 giờ nhưng mà cái khâu setup cô cũng đến muộn một tí nữa, mới cả setup cũng hơi lâu. Thế cho nên là không xem được à? Không biết tiếng Anh mấy à? Không biết tiếng Anh mấy vẫn học được nhá, bởi vì là những cái kiến thức mà hôm nay cô giảng ở đây thì nó cũng chỉ mang tính chất basic thôi, căn bản thôi. Nó rất là căn bản cho nên chúng ta yên tâm. Đấy, chúng ta nhớ là chúng ta hãy share về tường của mình để lưu lại và chúng ta nhớ tag bạn của mình vào để học cùng nhé. Ok, bây giờ thì mấy giờ rồi đây? 8:24. Ok, 1 phút nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chào cô đi. Sau đó thì cô sẽ đọc tên của chúng ta lên nhé. Hello, Đào Duy Cường, Văn Thanh, Quỳnh Như, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Giang này, Hương Mã này. Hello các em. Nguyễn Ánh Hồng Châu. Các bạn lớp 12 vẫn hoàn toàn có thể xem được nếu như cái tiếng Anh của mình nó mất gốc, hiểu chưa? Bạn nào mất gốc hoàn toàn có thể xem được hết. Bởi vì đây là tiếng Anh mà. Đã là mất gốc rồi thì tiếng Anh không không phân biệt là tiếng Anh lớp mấy. Đấy thì cái phần tiếng Anh ở đây là phần tiếng Anh basic thôi, chứ là dành cho các bạn mất gốc. Không có gốc thì mình có thể xem được. Hello Lê Đình Phúc, chào Võ Bảo, Nguyễn Tiến Mạnh rồi, Ngô Mỹ Lệ này, Nguyễn Trang. Chủ nhật là hôm nay đây, chủ nhật cô có live không ạ? À? Hôm nay có phải là chủ nhật không? Diệu Thúy này, Dụy Họa, nghe tên nó khó gọi quá. Ok, chào Đặng Hải Yến, Linh Hồng Bùi, Anh Thi Minh Huệ, ok. Công thức của trọng âm à? Trọng âm nó có cũng có một số công thức, thế nhưng mà áp công thức cô thấy cũng không ăn thua lắm. Áp công thức cũng giúp phần nào đấy thôi, nhưng mà nó cũng không ăn thua. Trang Cún mong một lần được cô gọi tên, thế là đã được cô gọi tên rồi nhá. Lưu Phương Thảo, ok. Đã gọi tên rồi nhá. Phượng Bùi gọi tên rồi nha. Loan nhá. Ok. Chúng ta bắt đầu thôi. Bài hôm nay của chúng ta thì cũng khá là basic, cô nói khá là basic, khá là đơn giản thôi. Bây giờ thì thứ nhất này, 10 câu đầu tiên của chúng ta sẽ là 10 câu về phần trọng âm, được chưa? Trọng âm là cái phần rất là quan trọng, phần âm của chúng ta là phần rất là quan trọng. Đấy, đi thi trong đề thi bây giờ thì chủ yếu là ngữ pháp, từ vựng và ngữ âm đúng không? Là ba cái đấy là ba cái nền tảng, ba cái yếu tố nền tảng để giúp cho chúng ta có những cái gọi là nền tảng để phục vụ cho những cái kỹ năng kiểu nghe nói này, đúng không? Rồi là đọc viết nữa. Ok, hello Đức Văn, Hoàng Long, Lê Thị Thu Nguyệt. Rồi bây giờ chúng ta hãy comment thật nhanh cho cô xem cái câu thứ nhất này chúng ta chọn phương án là phương án gì nhá. Câu thứ nhất, trọng âm nhá. Chúng ta đây là trường hợp 4 từ, đây là trường hợp mà gọi là động từ nhá, động từ có hai âm tiết. Thì chúng ta comment cho cô thật nhanh xem trọng âm
từ nào nó có trọng âm khác với cả những cái phương án còn lại. Cô xin chào các bạn ở trên YouTube nữa nhá. Cô đang tương tác ở trên Facebook, thế cho nên bạn nào mà muốn được cô gọi tên hoặc là muốn cô nhìn thấy cái phần đáp án của các em thì chúng ta có thể vào Facebook nhé. Cô thấy hôm nay Facebook khá là ổn, khá là nó không bị lag giống như là những lần trước. Đó, thế cho nên là những bạn nào mà muốn cô tương tác với cả bạn thì các bạn hãy từ trong YouTube các bạn vào Facebook nhé. Thì cô sẽ có thể nhìn thấy chúng ta và có thể gọi tên chúng ta lên được. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu comment cho cô xem cái phương án thứ nhất. Chúng ta sẽ chọn phương án nào, câu thứ nhất chúng ta chọn phương án nào. Phương án nào thì nó có phần ngữ, phần trọng âm, nó phát âm khác với cả những từ còn lại. Và cô lưu ý rằng đây là trường hợp động từ có hai âm tiết nhá. Ok, nào cô bắt đầu đọc phương án của chúng ta lên nhá. Linh Hồng Bùi 1A này, Ngọc Hiếu 1A này, Diệp An 1A, Văn Thanh 1A. Như vậy cô thấy là tất cả chúng ta đều chọn được cái đáp án là 1A đúng không? Đó, thế thì 1A là đáp án đúng rồi. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng. 1A là đáp án đúng rồi. Thế thì bây giờ thì cô sẽ đọc lần lượt bốn cái phương án này lên. Và các bạn chú ý, các bạn nghe thật kỹ cho cô nhé, là xem cái âm tiết mà được nhấn nó là âm nào, nhớ chưa? Cái phần nghe là cái phần rất là quan trọng. Nhiều bạn đã đọc được đúng trọng âm nhưng các bạn lại còn không phân biệt được là mình đang nhấn vào âm nào. Các em hiểu không? Nhiều bạn là như vậy, không phân biệt là mình đang nhấn vào âm nào. Hoặc là khi mà nghe cô đọc chẳng hạn, các bạn cũng không biết là cô đang nhấn vào âm nào. Thế thì bây giờ chúng ta phải luyện cái tai nghe nữa. Luyện tai nghe xem là một cái từ á, khi người ta phát âm, người ta đọc ra thì nó được nhấn vào đâu. Các bạn nhớ chưa? Cái phần này là cái phần mà luyện kỹ năng nghe. Đó, và dần dần để cho chúng ta có một cái khái niệm về trọng âm. Đấy, lớp 11 vẫn còn rất nhiều thời gian để chúng ta ôn tập kỹ cái phần này. Bây giờ cô sẽ đọc cho chúng ta nghe nhé. Câu thứ nhất này, suffer. Đấy, suffer, chúng ta thấy không? Âm tiết được nhấn ở đây là âm suck đúng không? Và fur, suffer. Đó, như vậy là nhấn vào âm thứ nhất. Từ này nó có hai âm tiết và chúng ta sẽ nhấn nó vào âm gì? Âm thứ nhất. Đó, suffer. Tiếp theo chúng ta có phương án B là gì? Admit. Đó, nhấn vào âm thứ mấy các bạn nhỉ? Âm nào chúng ta nghe rõ hơn, mạnh hơn, to hơn thì đấy là âm được nhấn. Cụ thể sẽ là âm thứ mấy? Âm thứ hai đúng không? Admit. Các bạn thấy không? Admit. Đấy, không đọc là admit nhá. Cái này cô đã lưu ý rất nhiều trong quá trình mà cô live cho cả các anh chị lớp 12 nữa. Cô đã lưu ý rất nhiều rồi là chúng ta không đọc là admit nhá, mà admit. Admit, admit nhá chưa? Cho âm thứ hai, không đọc là mit, đấy, không đọc là m it mit suck mit nhá. Mit, mit. Đấy, nghe nó khác hẳn với cả mit. Admit có nghĩa là thừa nhận đúng không nào? Tiếp theo chúng ta có reduce. Đó, reduce. Nhớ là cái ngữ điệu của nó là ngữ điệu delay đúng không? Reduce. Ok. Đấy thì trọng âm của nó rơi vào âm thứ hai. Đấy, và chúng ta có decide. Decide trọng âm cũng là âm gì? Thứ hai. Nguyên tắc chung là gì? Nguyên tắc chung là gì? Là động từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Nhớ chưa? Nguyên tắc chung, động từ có hai âm tiết thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Tuy nhiên cũng có rất nhiều các trường ngoại lệ, ví dụ như là suffer, nó rơi vào âm thứ nhất, được chưa nào? Đó, suffer, admit, reduce, decide, ok? Từ nào các bạn không biết nghĩa không? Suffer có nghĩa là chịu đựng đúng không? Hoặc là bị làm sao đó, bị mắc một cái căn bệnh nào đó chẳng hạn, gọi là bị mắc một cái căn bệnh nào đó. Admit có nghĩa là thừa nhận. Reduce là giảm và decide có nghĩa là quyết định. Ok, xong. Như vậy nguyên tắc là gì? Nhắc lại nhá, là động từ có hai âm tiết thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Tuy nhiên cũng có rất nhiều ngoại lệ. Đấy là nguyên tắc đấy. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ hai nào. Câu thứ hai cô đã thấy có rất nhiều bạn comment rồi. Rất nhiều bạn comment rồi. Yan Milan là 2C này, Trần Trung Hiếu là 2C này, Nguyễn Chi cũng là 2C, Văn Thanh 2C. Đúng rồi, các bạn comment câu thứ hai nhá. Chào cô, chào anh quay phim kìa. Các bạn ý rất là chu đáo là chào của anh quay phim rồi đấy. Câu thứ hai nhá. Ok, Nguyễn Thùy Dung, Võ Minh Chiến, các bạn đều chọn được là 2C đúng không? Ở đây cũng là trường hợp động từ có hai âm tiết. Đấy thì ở đây nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải tìm ra xem cái từ nào nó sẽ được phát âm là âm thứ hai và từ nào được phát âm là âm thứ nhất đúng không? Ở đây chúng ta có, cô sẽ đọc lần lượt bốn phương án lên nhá.
chiếu bằng Word cho nên là lâu không sờ đến thì nó cũng bị mất hình thôi. Ok, phương án A này, chúng ta có động từ ignore. Ignore có nghĩa là phớt lờ đúng không? Ignore cho âm thứ hai chứ đọc là ignore. Nhấn vào cái âm thứ hai, ignore. Tiếp theo chúng ta có động từ thì từ này sẽ đọc là suspect. Ở đây cô phải lưu ý với chúng ta là chừng ở đây cô cho đề đây là động từ nhé. Động từ thì mình sẽ đọc nó thành âm tiết thứ hai. Thế còn nếu mà là danh từ là kẻ tình nghi á, thì chúng ta sẽ đọc là âm thứ nhất là suspect. Nhưng ở đây ý, cái đề ở đây cô cho là động từ thì chúng ta phải đọc nhấn vào âm thứ hai là suspect. Nó suspect. Ok, suspect có nghĩa là nghi ngờ. Nghi ngờ. Tiếp theo chúng ta có measure. Measure có nghĩa là gì? Là đo đúng không? Đo lường, đo cái gì đó. Measure. Tiếp theo chúng ta có disrupt. Disrupt. Đây đều là những cái động từ đều là những cái từ vựng được lấy ở trong chương trình lớp 11 mới nhá, lớp 11 mới nhá, chương trình mới nhá. Disrupt có nghĩa là làm ngắt quãng, đúng không? Làm ngắt quãng. Ok, đấy đều là động từ hết. Thế thì chúng ta thấy disrupt âm thứ hai này, ignore âm thứ hai này, suspect âm thứ hai và major là âm thứ nhất đúng không? Major, nhấn vào âm thứ nhất. Như vậy đáp án của chúng ta C là đúng rồi. Ok, khi mà chúng ta xem lại clip ý, đấy, khi mà chúng ta xem lại clip thì chúng ta chú ý là chúng ta cố gắng đọc lại theo cô nhé và cố gắng tưởng tượng trong đầu xem nó nhấn vào âm nào, nhớ chưa? Rồi tiếp theo này, câu thứ 3. Câu thứ 3 nào. Ở đây trường hợp của chúng ta là danh từ có hai âm tiết. Bây giờ chúng ta comment cho cô xem. Đây là trường hợp danh từ có hai âm tiết. Chí Minh là 3C này, Trịnh Liễu là 3C này, Trang Cun, Trang Cún là 3 ở D và cô thấy có những bạn là Nguyễn Thủy Dung là 3B. Đấy, thì câu này là một câu khó rồi đúng không? Câu này là một câu khó rồi. Thế thì cô sẽ đọc cho chúng ta để chúng ta xác định xem đâu mới là một cái phương án đúng nhá. Ở đây chúng ta có phương án A. Chúng ta đọc là famine. Famine có nghĩa là nạn đói. Đây là danh từ nhá. Famine, nạn đói. Đó, famine. Nhớ nhá, chúng ta nhấn vào âm thứ nhất đúng không? Thế còn âm thứ hai chúng ta không nhấn. Famine, famine. Tiếp theo chúng ta có method. Method, nhớ không? Nhấn đúng không? Chúng ta nghe này cũng nhấn không? Method. Khi mà cô nhấn vào cái âm đầu tiên á, thì mất rất nhiều sức. Method, đúng không? Method. Nhấn là phải như vậy. Từ này người Việt mình có hay đọc là method là sai chưa? Method. Cái âm thứ hai là âm ơ, đọc là method. Method có nghĩa là phương pháp. Phương pháp. Tiếp theo chúng ta có concern. Concern, từ này là động từ này hoặc là danh từ này, nhưng mà trọng âm của nó đều rơi vào âm thứ hai hết. Tại sao? Cô lại biết một tra từ điển hoặc là chúng ta nghe nhiều, nghe nhiều người nước ngoài họ nói ấy, thì mình dần dần mình cũng mình bắt chước lại theo rồi mình dần mình biết tự nhiên mình biết nó là trọng âm thứ hai thôi. Đấy, concern tức là có những từ mà rất là khó nhìn vào, nó không có nguyên tắc gì hết cả, mình bắt buộc mình phải tra từ điển hoặc là mình nghe nhiều thì dần dần cái khả năng trọng âm của mình nó sẽ tốt hơn. Thế còn phương án D này ấy, cái từ này là một cái từ rất là đặc biệt. Từ này thì nó có hai cách phát âm. Nó có hai cách phát âm. Chúng ta có thể nhấn vào âm thứ hai hoặc nhấn vào âm thứ nhất đều được. Đấy. Nếu mà chúng ta đọc theo kiểu Anh á, thì thường là người ta nhấn vào âm thứ hai là adult. Adult. Đấy, nhấn vào âm thứ hai. Đấy, đấy là theo kiểu Anh. Thế còn nếu như chúng ta đọc theo kiểu Anh Mỹ thì thường người ta nhấn vào âm thứ nhất là adult. Adult, nhớ chưa? Thế thì với cái đề này cô cho thì nó nhấn vào âm thứ nhất. Bởi vì tại sao? Bởi phương án C nó là nó nhấn vào âm thứ hai rồi. Suy ra tất cả những phương án khác thì nó phải nhấn vào âm thứ nhất, nhớ chưa? Đấy thì cô nhắc lại một lần nữa là cái từ này nó có hai cách phát âm, hai cách nhấn. Cách thứ nhất là nhấn vào âm thứ hai, adult, adult, nhớ chưa? Và cách thứ hai là theo kiểu Anh Mỹ, người ta nhấn vào âm thứ nhất, đọc là adult, adult, ok? Đó, thì câu này ý, nếu mà bạn nào chọn C thì là đúng rồi. Đấy, concern, thấy chưa? Concern. Chúng ta có famine, có method, có adult và có concern. Ok. Rồi, tiếp theo. Câu live đúng rồi, trên page này vào tối chủ nhật. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ tư đi nào. Câu thứ tư ở đây á, là tính từ. Đó. Câu thứ ba thì ở đây chúng ta thấy là gì? Thường nhá, là danh từ có hai âm tiết.
thì thường là trọng âm sẽ rơi vào âm thứ nhất. Tuy nhiên cũng có các trường hợp ngoại lệ, ví dụ như là concern hoặc là adult, hiểu chưa? Đấy. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với câu thứ tư nào. Tính từ hai âm tiết. Trần Tèo. Trần Tèo là anh lớp 12 rất là giỏi rồi, nhưng mà live nào anh ấy cũng xem, kể cả lớp 11 anh ấy cũng xem nữa. Rất là chăm, có những bạn rất là chăm luôn. Rồi Trần Tèo A này, Thiên Thiên A này, Nguyễn Thủy Dung này, 4A này, Trang Vũ A, Chí Minh A, Thảo Sương Nguyên cũng là A đúng không? Thế thì bạn nào mà chọn A thì là đúng rồi. Chúng ta có severe đúng không? Cái từ này chúng ta đọc là severe. Severe nó có nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà nói về thời tiết ý, thì nó có nghĩa là khắc nghiệt. Đó. Tất cả những từ này đều là tính từ nhá. Cô cho đề là tất cả đều là tính, tất cả đều là danh và tất cả đều là động, chứ không phải là lẫn lộn linh tinh danh tính động trạng đâu. Ok, như vậy câu thứ tư A chúng ta đọc là severe. Chúng ta thấy là nhấn vào âm thứ mấy? Âm thứ hai đúng không? Severe. Tiếp theo chúng ta có severe như cô đã dịch rồi, nó có nghĩa là khắc nghiệt đúng không? Nói về thời tiết rất là khắc nghiệt. Tiếp theo chúng ta có từ scary đúng không? Scary có nghĩa là rất là đáng sợ. Scary. Chọn âm thứ nhất. Scary. Tiếp theo chúng ta có widespread đúng không? Widespread có nghĩa là lan rộng, lan tỏa ra, gọi là widespread. Ví dụ như là virus chẳng hạn, nó lan ra thì chúng ta cái này vừa là tính, vừa là động luôn. Vừa là tính, vừa là động. Widespread. Tiếp theo chúng ta có từ stable. Stable có nghĩa là ổn định. Stable. Tất cả những từ này trong trường hợp này đều là tính từ nhá. Đó, widespread, tính từ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chọn, thì đáp án của chúng ta sẽ là gì? Severe, đúng không? Đáp án A là đúng rồi. Severe có nghĩa là gọi là khắc nghiệt hoặc là nghiêm trọng. Đó, bằng với cả serious. Cái từ severe ấy, nó bằng với cả serious. Rồi, tiếp theo chúng ta có câu thứ 5. Comment tiếp câu thứ 5 nào. Câu thứ 5 thì có Kiều, Phước, Vĩnh, đúng không? Văn Thanh. Chọn được là phương án, cả hai bạn này đều mỗi bạn chọn một cái phương án khác nhau. Bạn chọn là D, có bạn chọn là C. Thiên Thiên này, 5D này. Hơi mờ à? Các bạn nhìn có rõ không? Các bạn xem có rõ không? Để xem có nên chuyển sang YouTube không? Chúng ta dừng lại một chút, chúng ta comment cho cô xem nào, chúng ta xem có rõ không? Nếu cảm thấy hơi bị lag, không được rõ lắm thì chúng ta sẽ chuyển sang YouTube. Thì ở đấy thì nó sẽ nhìn nó sẽ dễ hơn. Thường là YouTube thì nó sẽ nét hơn so với cả Facebook. Dầm Nguyễn này, rõ. Các bạn khác nào? Hoàng Việt full HD không chê. Có nghĩa là rất rõ đúng không? Thì thôi, bây giờ chúng ta cứ tiếp tục ở đây thôi nhá. Đúng không? Rồi. Thế bây giờ câu thứ 5 này. Câu thứ 5 thì tất cả những từ này trong trường hợp này nó đều là động từ hết. Đó, ở đây cô cho là động từ hết. Nào câu thứ A chúng ta sẽ đọc là gì? Câu thứ 5A. Từ này vừa có thể là động từ, vừa có thể là danh từ. Thì cái từ này chúng ta sẽ đọc là damage, không đọc là damage nhớ nhá. Rất nhiều bạn đọc là D là sai. Damage. Damage, tức là trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhất. Damage. Từ này vừa có thể là động từ này, vừa có thể là danh từ này. Đó, tại sao cô biết? Học nhiều thì biết thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu là tiếng Anh nó không riêng về phần phát âm ấy, nó không dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Về phần phát âm rồi đọc đúng trọng âm ấy, nó là một cả một quá trình học hỏi, cả một quá trình học và luyện tập, chứ không phải là căn cứ vào mấy cái nguyên tắc để mà có thể đọc được đúng đâu nhá, không phải như vậy đâu nhá. Ok, damage, được chưa? Damage là động hoặc là danh và trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhất. Tại sao cô lại biết? Tra từ thôi, đúng không? Tiếp theo chúng ta có từ gì? Capture, nó có thể bằng cả từ take, ví dụ take a photo đúng không? Chúng ta nói là chụp ảnh thì chúng ta cũng có thể nói là capture a photo là chụp ảnh, hoặc là capture cũng có thể bằng cả arrest có nghĩa là bắt giữ. Capture thì trọng âm của nó rơi vào âm thứ nhất đúng không? Tiếp theo chúng ta có từ rescue. Rescue từ này cũng vừa có thể là động từ, vừa có thể là danh từ. Đó, thì các bạn thấy không? Các bạn đáp là rescue là sai đúng không? Phải là rescue. Rescue. Đó, nhấn vào cái âm thứ nhất rescue. Rescue. Nhưng mà trọng âm của nó phải là âm thứ nhất.
Thế còn cái này chắc chắn lần thứ hai rồi, chúng ta nào là conserve đúng không? Conserve đọc như vậy là đúng rồi. Đấy, conserve có nghĩa là bảo tồn, chọn âm thứ hai. Như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta là phương án D là đúng rồi. Đấy, như vậy chúng ta có damage đúng không? Damage là âm thứ nhất này. Damage là âm thứ nhất này, rồi capture cũng là âm thứ nhất, rồi là rescue cũng là âm thứ nhất và conserve cũng là âm thứ hai. Thì như cô đã nói là gì, nếu mà chúng ta chỉ căn cứ vào nguyên tắc là gì, là động từ có hai âm tiết thường là trọng âm do và âm thứ hai. Thế nhưng mà ở đây có rất nhiều động từ mà trọng âm do thứ nhất đấy, đúng không? Không có nguyên tắc nào mà đúng 100% đâu, cho nên chỉ có chăm chỉ thôi thì mới học được. Rồi tiếp theo chúng ta có câu thứ sáu nào. Câu thứ sáu không sao, mới sai có một câu đúng không? Ok, Trần Tèo này, 6A. Các bạn comment cho cô câu 6 đi. 6 ở đây cũng là trường hợp động từ có hai âm tiết đấy. Động từ có hai âm tiết. Lưu Phương Thảo 6D, Trần Tèo lại 6A. Các bạn nào chọn 6D là sai rồi đấy. Không dễ đúng không? Cũng là trường hợp là động từ có hai âm tiết, nhưng không dễ một tí nào đúng không? Vẫn có thể làm sai bình thường. Ở đây đáp án đúng của chúng ta sẽ là phương án A, focus. Focus vừa là động từ vừa là danh từ. Focus có thể là danh từ, là tập sự tập trung hoặc là trọng tâm vào một cái gì đó. Thế thì động từ nó cũng có nghĩa là như vậy, là tập trung vào cái gì. Focus on something thì nó bằng với cả concentrate on something, đúng không? Đó, thì từ này cô nhắc lại này, vừa là động vừa là danh, và trọng âm của nó do vào âm thứ nhất, focus. Tiếp theo chúng ta có admit vừa chữa ở phía trên đúng không? Admit trọng âm thứ hai, intend trọng âm thứ hai. Intend thì nó đi theo công thức là intend to do something, có nghĩa là có một cái ý định làm gì đó, ý định làm gì. Intend đúng không? Trọng âm thứ hai nhé, intend. Và chúng ta có include cũng là âm thứ hai đó, include. Như vậy câu này đáp án A là đúng rồi. Focus, admit, intend và include. Rồi tiếp theo, tiếp theo chúng ta có câu thứ bảy. Đây là trường hợp của bốn tính từ. Chúng ta comment đi xem nào. Bốn tính từ. Nào comment tiếp câu 7 nào. Dầm Nguyễn 7B. Trần Tèo 7B âm 2 còn lại âm 1. Rồi comment rất là chi tiết luôn đúng không? Câu này đáp án B. Bạn nào chọn đáp án B là đúng rồi. Ở đây chúng ta có từ này là diverse đúng không? Từ này đọc là diverse, có nghĩa là đa dạng. Tính từ đấy, tất cả đều là tính từ nhá. Chúng ta còn diverse, nó là âm thứ hai, nó có nghĩa là đa dạng. Nó bằng với cả từ gì nào? Bây giờ đố từ vựng nhá. Diverse, đa dạng thì nó bằng với cả từ gì? Comment cho cô xem từ diverse nó bằng với cả từ gì. Comment nào. Comment xem từ diverse bằng với cả cái gì. Focus bằng với cả concentrate. Focus on. Đấy, focus đi với giới từ on nhé. Thì nó bằng với cả concentrate. Concentrate on something. Đấy, focus on, concentrate on đều có nghĩa là tập trung vào cái gì. Ok, đúng rồi, bằng với cả various đúng không? Đa dạng. Thế còn plentiful và abundant nó có nghĩa là phong phú dồi dào. Phong phú dồi dào thì đôi khi nó cũng hơi khác so với cả đa dạng đúng không? Đấy, phong phú dồi dào, nói chung là nó cũng xem. Đấy, như vậy ở đây thông thường diverse nó bằng với cả, cô sẽ ghi ra đây nhá, thêm kiến thức nhá. Như vậy chúng ta có diverse đúng không? Diverse, đa dạng bằng với cả various. Đấy, cho nên là danh từ của nó là gì? Diversity, đúng không? Danh từ này, diversity. Diversity thì bằng với cả variety, đúng không? Variety. Nhớ là không đọc là variety nhớ, mà mình phải đọc là variety. Diversity, variety. Ok, thế còn plentiful và abundant ý, nó có nghĩa là dồi dào, phong phú. Ví dụ như là thức ăn ở đây rất dồi dào, phong phú. Nó ám chỉ dồi dào, phong phú hơn là, nói chung là cũng có nghĩa là đa dạng, nhưng nó có nghĩa là nhiều. Dồi dào, phong phú là ám chỉ nghĩa là nhiều. Thế còn đa dạng có nghĩa là nhiều cái khác nhau. Thì cái từ này còn bằng với cả many different nữa, tức là nhiều thứ, nhưng mà những cái thứ nó phải khác nhau chứ không thể giống nhau được. Đấy, gọi là various. Ok, rồi xong. Abundant mới học hôm qua, tốt. Abundant,
bằng với cả plentiful, đấy, có nghĩa là dồi dào, phong phú. Ok, rồi như vậy diverse nhớ chưa? Chúng ta có phương án A đọc là active, active nhớ chưa? Nhấn vào từ nhất active. Âm thứ hai không được nhấn thì chúng ta đè nó xuống. Active, ok. Đấy, thì active có nghĩa là năng động. Active. Tiếp theo chúng ta có global. Global có nghĩa là thuộc về toàn cầu, đúng không? Chúng ta có danh từ của nó là globe. Đấy, thì global thuộc về toàn cầu. Và chúng ta có từ này đọc là current. Current hoặc là current. Đọc theo kiểu Anh á, thì mình sẽ đọc nó là current. Thế còn Anh Mỹ đọc là current. Thế đọc theo kiểu gì thì trong âm vẫn là âm thứ nhất nhá. Current, ok. Rồi tiếp theo, current thì nó bằng với các từ now ấy, hiện tại, hiện nay ấy, đúng chưa? À, hoặc là present. Đó, hiện tại, hiện nay. Tiếp theo nào, câu 8. Câu 8 ở đây là trường hợp của 4 động từ. Chúng ta comment thật nhanh xem câu 8 chúng ta sẽ chọn phương án gì. À, Trang Vũ này, 8D, Thanh Kha 8D. Rồi, ở đây tất cả các bạn đều chọn là 8D đúng không? Chúc mừng các bạn. Ở đây cũng nhắc lại đều là động từ nhé. Suspect, như cô đã nói, khi là động từ thì trọng âm của nó dâm âm thứ hai, suspect. Thế còn khi là danh từ á, thì trọng âm của nó dâm âm thứ nhất, đọc là suspect. Suspect, nó hơi khác nhau đúng không? Đây là đang đố về động từ, cho nên là trọng âm của nó dâm âm thứ hai. Tiếp theo chúng ta có inspire. Inspire cũng là động từ, có nghĩa là truyền cảm hứng. Inspire, truyền cảm hứng. Hy vọng là những bạn nào mà xem livestream của cô thì sẽ được cô truyền cảm hứng cái niềm yêu thích tiếng Anh, cụ thể là phần phát âm. Cô rất là thích phát âm luôn và luôn luôn chú trọng về cái việc là phát âm chuẩn. Ngay kể cả từ hồi mà cô học cấp 3 ấy, là cô đã chú trọng cái phần phát âm rồi. Và lên đại học một cái là phải học rất nhiều về phần phát âm, phải luyện rất nhiều luôn thì mới có thể phát âm nó mới nghe nó mới hay được. Còn nghe mà nó cứ đều đều nghe nó rất là chán, thực sự rất là chán luôn. Inspire, hiểu chưa? Tiếp theo chúng ta có upset. Upset, nếu mà upset này mà dùng với cả hệ sinh thái ấy, thì upset the ecosystem, nó lại có nghĩa là làm xáo trộn, làm xáo trộn. Hoặc là upset cũng có thể hiểu làm cho ai đó bực mình, hoặc là làm cho ai đó thất vọng, hoặc làm cho ai đó buồn. Đấy, upset này nó có thể hiểu, thứ nhất là làm cho ai đó buồn này, làm cho ai đó thất vọng hoặc là tức giận này, hoặc nghĩa thứ hai là làm xáo trộn, cụ thể làm xáo trộn hệ sinh thái. Upset. Và chúng ta có answer, đúng không? Answer. Đấy, từ này vừa là động từ vừa là danh từ luôn. Ok, rồi thì câu này đáp án D là đúng rồi nhá. Tiếp câu 9 nào. Câu 9 đi. Ở đây là trường hợp các danh từ. Đây là trường hợp 4 danh từ tất cả. 4 danh từ tất cả, chúng ta comment xem nhá. Đây là 4 danh từ tất cả. Comment xem đáp án sẽ là gì. Cái gì nó sẽ được phát âm khác với cả những từ còn lại. Ok, có thể các bạn đều comment được là 9A rồi đúng không? Đấy, đáp án của chúng ta đúng là A. Chúng ta có từ này đọc là gì? Demand, đúng không? Demand có nghĩa là nhu cầu, nó bằng với cả từ need. Nếu mà là danh từ, nếu mà là danh từ thì bằng với cả need, nhu cầu. Need là cần thiết ý, nhưng mà nó cũng còn một nghĩa là nhu cầu. Nhu cầu, demand, hiểu chưa? Tiếp theo chúng ta có transport, nhớ? Transport, nếu là danh từ thì mình đọc là transport. Tức là chọn âm thứ nhất. Transport. Và chúng ta có surface, đúng không? Từ này không đọc là surface mà surface. Surface có nghĩa là bề mặt. Và chúng ta có mixture, đúng không? Động từ của nó là mix. Và sau đó chúng ta biến đổi thành danh từ thì chúng ta thêm cái đuôi chờ đằng sau thì trọng âm của nó vẫn không thay đổi, vẫn rơi vào cái mix này. Vậy mixture. Rồi, như vậy câu này đáp án A là đúng rồi. Mixture có nghĩa là sự trộn cái gì đó, đúng không? Gọi là hỗn hợp á. Đấy, mix động từ là trộn, đúng không? Thì mixture có thể hiểu là một cái hỗn hợp của cái gì đó. Tiếp theo nào, câu 10. Cố lên, câu 10. 9A cô ơi, không thua anh Tèo được. Anh Tèo, anh ấy rất giỏi. Các bạn có thể đấu tranh với cả anh Tèo nhá. Gọi là compete, gọi là gì? Không phải đấu tranh mà là cạnh tranh với cả anh Tèo nhá. Anh Tèo rất giỏi luôn đấy. Câu 10 nào, có thể có phần lớn các bạn đều chọn B này, Diệu Thúy này, Phạm Hoàng An đúng không? Tiến Đạt Trần là 10B, ok.
Rồi Tiến Đạt Trần 10B. Các bạn cũng, nếu mà các bạn giỏi các bạn có thể comment kỹ như cả anh Trần Tèo ấy đúng không? Nhìn thấy anh ấy comment rất là kỹ. Ok, Phạm Hoàng An 10B là âm đầu còn lại âm 2. Nãy em nhìn nhầm câu 9 rồi, không sao. Vũ Ngọc Trâm 10B. Các bạn đều chọn được là 10B rồi đúng không? 10B à? Đáp án 10B là đúng rồi. Process. Process. Từ này ấy, vừa có thể là động từ này, vừa có thể là danh từ này. Nếu mà là động từ, process có nghĩa là chế biến hoặc là xử lý đúng không? Chúng ta dùng máy tính nhiều á, thì sẽ thấy thỉnh thoảng nó hiện lên là đang xử lý, processing đúng không? Và processing thì cái process đấy nó là động từ, nó có nghĩa là xử lý, được chưa? Hoặc process cũng có được sử dụng để ám chỉ là chế biến thức ăn. Thế những cái thức ăn đã qua chế biến rồi, nữa là processed food, gọi là thức ăn đã qua chế biến. Như vậy process có thể là xử lý này, có xử lý theo kiểu là máy tính nó đang xử lý một cái lệnh nào đó, đúng không? Hoặc nghĩa thứ hai là gì? Chế biến thức ăn. Thế còn danh từ á, thì nó có nghĩa là quá trình, đúng không? Process. Ok? Đó, thì động hay danh thì cho âm đều rơi vào âm thứ nhất hết. Đấy, process. Giọng Mỹ thì nó đọc là process. Giọng Mỹ thì không đọc là pro. Giọng Anh thì đọc là process. Còn Mỹ đọc là process. Hơi khác nhau một tí nhưng mà trọng âm của nó đều rơi vào âm thứ nhất. Nhiều người Việt Nam mình hay đọc là process là sai nhá. Cứ đọc process. Các bạn chú ý nhá. Đó. Process là sai. Process. Rất nhiều từ mà mình hay đọc nhầm hay đọc sai. Process. Tiếp theo phương án A mình đọc là success đúng không? Success. Success này nó là danh từ và trọng âm thứ hai. Đó. Danh từ nhưng trọng âm lại rơi vào âm thứ hai. Nó có tuân theo nguyên tắc thông thường đâu. Đấy, thông thường là danh từ hai âm tiết là rơi vào âm thứ nhất, nhưng nó là ngoại lệ đấy, đúng không? Nó chả có nguyên tắc gì cả. Đấy, success, đọc là success, không đọc là success nhớ nhá, mà là suc, âm thứ nhất mình đọc là suc, âm ơ, success. Và nhớ là cái chữ C, hai cái chữ C thì một cái chữ C đầu tiên là âm k và cái chữ C thứ hai đọc là âm s, như vậy đọc là success, ok? Success. Thế còn cái này là result, đúng không? Kết quả, động từ hoặc là danh từ đều đọc là result cho âm thứ hai. Và cái này là device đúng không, thiết bị. Đây là đề tốt nghiệp năm ngoái thì có cái từ device này. Đó, device, thiết bị. Rồi như vậy câu này đáp án là B, đúng rồi. Có bạn nào là đúng hết không? Có bạn nào làm đúng hết không? Làm sao để giỏi như anh? Nguyễn Trang hỏi anh Trần Tèo, làm sao để giỏi như anh? Xem cô live nhiều. Anh ấy nói như thế để nịnh cô thôi, nhưng mà bản thân anh ấy cũng rất giỏi và rất chăm rồi. Nói chung học cái này ấy là phải chăm chịu khó tra từ nhớ, chứ không phải là tự nhiên thì học nguyên tắc thì từ lại đọc được đúng đâu. Nguyên tắc thì nó không phải là tuyệt đối, tất cả các nguyên tắc nó chỉ là mang tính chất tương đối thôi. Tất nhiên là cũng có những nguyên tắc cũng phải nói là cũng tuyệt đối, nhưng mà những cái nguyên tắc đấy thì cũng không nhiều, có rất nhiều ngoại lệ. Nói chung là có rất nhiều ngoại lệ, kể cả về phần phát âm cũng như là về phần ngữ pháp, kể cả từ vựng nữa, có rất nhiều ngoại lệ. Tiếng Anh, ngôn ngữ có rất nhiều ngoại lệ. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần ngữ pháp. Ngữ pháp của hôm nay. Đó, phần ngữ pháp của chúng ta đây. Ok, ngữ pháp đây, hôm nay chỉ có một chuyên đề thôi, một chuyên đề. Và cái phần ngữ pháp này thì nó lấy ở trong, nó là một trong những cái chuyên đề trong chương trình lớp 11 thí điểm. Cụ thể là chúng ta sẽ phân biệt giữa một từ, khi nào nó là linking verb, khi nào nó là linking verb, khi nào nó là động từ nối, hoặc gọi là hệ từ, khi nào nó là động từ nối, và khi nào nó là động từ thường. Khi nào nó là động từ nối, và khi nào nó là động từ thường. Ok, nào bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô thật nhanh câu số 11. Trần Tiểu, cô khen thế thôi chứ chưa được cô ác là vẫn chưa ăn thua. Sắp được ác rồi đấy Trần Tiểu ạ. À, có rất nhiều bạn inbox cô bảo là cô ơi cô ác em đi. Thế nhưng mà thực ra thì cô thì khá là kén trong cái việc là ác friend. Thì học sinh mà những bạn nào muốn được ác thì bạn phải là những thành viên rất là active, rất là năng động, rất là năng nổ, tham gia các livestream rồi là làm thế nào để cô rất nhớ mặt. Cô nhìn thấy Trần Tèo là cô biết ngay là bạn ấy rất là hay tham gia livestream của cô rồi. Đấy, là một cái thành viên rất là tích cực, rất là nó cũng cực kỳ là tích cực, và thậm chí bạn ấy còn rất là chăm chỉ nữa. Cô biết là bạn ấy cũng rất là giỏi, rất là chăm chỉ nữa.
Thế thì những cái bạn như vậy thì dần dần là cô sẽ add friend đó, chứ không phải là tự nhiên cô chẳng biết em là ai cả, bảo em cô chẳng biết em là ai, bảo cô ấy add friend đi, làm sao cô add được, đúng không? Giống như kiểu em đi ra ngoài đường ấy, em đi ra ngoài đường em bảo là có người tự nhiên chạy lại với em bảo là ô cậu ấy làm bạn với tớ đi, đúng không? Thì ai dám làm bạn, đúng không? Biết đâu bị nhiễm corona thì sao. Ok, rồi bây giờ chúng ta câu thứ 11 đi xem nào. Có rất nhiều bạn chọn được là unhappy, đúng không? Chúng ta nhớ cái từ happy này ấy, thì không được đọc là happy, hiểu chưa? Không được đọc là happy, tức là không được đọc là âm e, hiểu chưa? Từ này đọc sai rất là nhiều này. Thế thì chúng ta chú ý cho cô là phải đọc là happy, happy, tức là âm e bẹt chứ không phải là âm e. E là help, help là sai. Cái từ help là ví dụ như là từ giúp đỡ thì mình đọc là help, help thì đấy là âm e, đúng không? Thế còn cái này nó không phải là âm e đâu, mà nó là âm e bẹt, nên mình phải đọc là happy, happy, ok? Đấy, bạn nào mà chăm ấy, chăm mà cứ tham gia live nhiều hoặc là comment ở trên Facebook cá nhân của cô, dần dần là cô sẽ nhớ thôi. À, thì nhớ thì cô mới add friend, đúng không? Chứ tự nhiên lại bảo cô ấy add friend đi, bảo cô biết em là ai đâu. Cũng chẳng quen em mà. Rồi, you look. Ở đây có rất nhiều bạn chọn được là unhappy, đúng không? Thì cái từ look ở trong trường hợp này ấy, nó có nghĩa là gì? Trong trường hợp này, cái look ở đây nó là linking verb, đúng không? Gọi là từ nối. Thế thì từ nối á, thì nó có thể kết hợp với cả gì? Tính từ đằng sau, đúng không? Và cái tính từ này thì quan trọng là nó bổ nghĩa cho chủ ngữ đứng ở đằng trước. Được chưa? Đấy, đây là chức năng của cái từ nối. Đấy, thì nó chỉ là vai trò trung gian thôi. Trung gian cho cái tính từ đằng sau và cái chủ ngữ ở đằng trước. Cụ thể là cái từ unhappy này nó bổ nghĩa cho you. Chúng ta hiểu không? Đấy, unhappy bổ nghĩa cho you. Tức là nhìn bạn trông có vẻ không được vui, đúng không? Unhappy, nhìn bạn trông có vẻ không được vui. Không được vui vẻ ngày hôm nay. Có vấn đề gì với bạn thế? Hey, what's wrong with you? What's wrong with you? You look unhappy today. Hôm nay nhìn bạn nó không được vui. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta nhớ là khi là động từ nối thì look cộng với cả tính từ và lúc đấy nghĩa của nó chúng ta dịch là gì? Là trông có vẻ, à nhá, trông trông bề ngoài trông có vẻ như thế nào đấy. Dịch là như vậy nhá. Ok, Linh Nguyễn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu thứ hai, nhớ chưa? Nhớ cái này chúng ta dịch là trông có vẻ ấy. Trông có vẻ. Chứ nó không có nghĩa là nhìn, nhớ chưa? Trông bạn có vẻ. Đó. Không có nghĩa là nhìn theo kiểu là tôi đang nhìn vào cái điện thoại, nó khác. Đấy. Lúc này nó chỉ mô tả hành động bình thường thôi. Còn đây là trông có vẻ. Thưa cô em đi vệ sinh. Không comment linh tinh, nhớ chưa? Bạn nào comment linh tinh là dễ bị báo công an lắm, nhớ chưa? Không được comment linh tinh. Ở đây là chúng ta phải là con người lịch sự, đúng không? Văn minh. Rồi câu thứ hai nào. He sudden hay là suddenly appeared in the meeting. Appear. Đấy, nó vừa có thể là động từ thường và nó vừa có thể là từ nối. Nó vừa có thể là động từ nối. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn sudden hay là suddenly. Và chúng ta comment cho cô biết là vì sao chúng ta lại chọn là suddenly. Ở đây chúng ta ở đây thì cô thấy là có rất nhiều bạn đã chọn cái phương án là suddenly, tức là chúng ta chọn một trạng từ, đúng không? Thế thì chúng ta hãy comment cho cô biết xem tại sao chúng ta lại chọn suddenly ở trong trường hợp này. Bởi vì có thể sẽ có nhiều bạn không biết, không hiểu là vì sao. Thì chúng ta hãy giải thích cho cô xem vì sao chúng ta lại chọn suddenly. Tức là sudden là tính. Bạn nào không biết thì nhớ, sudden là tính. Thế còn suddenly, đuôi ly thì nó là trạng từ. Nó có nghĩa là một cách đột ngột, đúng không? Một cách đột ngột. Thế còn sudden là đột ngột. Thế thì ở đây á, chúng ta phải chọn trạng từ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần có một trạng từ và nó bổ nghĩa cho gì? Trạng từ thì bổ nghĩa cho động từ appear. Appear ở đây nó có nghĩa là xuất hiện, tức là nó là động từ thường. Đó, nhớ, appear. Appear thì nó có thể có hai nghĩa, đúng không? Tùy vào cái vai trò của nó. Đấy, appear trong trường hợp này thì nó có nghĩa là xuất hiện. Và khi nó xuất hiện thì nó là động từ thường, được chưa? Nghĩa của nó là xuất hiện thì nó là động từ thường chứ nó không phải động từ nối. Đấy, thì
Ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ cần có một gì? Trạng từ đúng không? Và trạng từ đứng ở đằng trước động từ. Và trạng từ này nó sẽ bổ nghĩa cho động từ. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ cần trạng từ suddenly đứng ở đằng trước động từ appear để bổ nghĩa cho nó. Cụ thể là gì? Xuất hiện như thế nào? Xuất hiện một cách đột ngột. Xuất hiện như thế nào? Xuất hiện một cách đột ngột. Như vậy chúng ta cần cái trạng từ là một cách đột ngột để bổ nghĩa cho động từ appear. Được chưa? Đó, như vậy câu này chọn cái trạng từ bởi vì chúng ta cần có một trạng từ bổ nghĩa. Bổ nghĩa có nghĩa là nói cho chúng ta biết cái cách thức xuất hiện của anh ta như thế nào. Rồi bây giờ tiếp theo câu số 3 đi nào. I taste. Ok, xong. Bây giờ chúng ta tiếp tục này. Câu 13, I taste the soup very careful hay là very carefully. Don't worry. Đừng lo, mình đã nếm nó. Mình đã nếm cái món súp này. Cái này nhiều, chúng lại cô lại nhớ đến cái trường hợp hoàng thượng đúng không? Hay là vua ấy, thì thường là ăn sau khi mà ai đó nếm rồi đúng không? Thì cái này kiểu như vậy này. Đừng lo, mình nếm rồi, không có độc gì đâu. Ok, chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Ok, Nguyễn Hoàng chọn là careful bởi vì taste là linking verbs. Vậy vẫn có rất nhiều bạn có một cái kiến thức nó chưa đầy đủ. Đúng là taste có thể là một linking verb, có thể là một từ nối, một động từ nối. Tuy nhiên, cô thấy có rất nhiều bạn làm sai câu này. Rồi, rất nhiều bạn làm sai. Rất nhiều người chọn careful luôn. Đó, thì chúng ta phải chú ý cho cô này. Động từ taste nó có hai cách sử dụng, chứ không phải cứ nhìn từ taste là bắt đầu nghĩ là đằng sau nó phải là tính từ. Như thế là sai, hiểu chưa? Cô sẽ cho chúng ta cách nhận biết luôn. Thế bây giờ chúng ta phải học lý thuyết đã. Taste, đúng không? Động từ thì nó có thể có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, nếu mà nó là từ nối, nếu nó là linking verb. Được chưa? Nếu mà trong trường hợp nó là linking verb, tức là động từ nối hay còn gọi là động từ trạng thái, thì lúc đấy nó có nghĩa là có vị. Taste có phải là có vị không? Đúng chưa? Thế còn nếu như nó là verb thường ấy, nếu là verb thường, được chưa? Gọi là ordinary verb. Nếu nó là verb thường thì lúc đấy nó có nghĩa là nếm. Thế bây giờ các bạn thấy là cô dịch là nếm hay là cô dịch là có vị nào? Khi mà nó có nghĩa là có vị thì nó sẽ cộng với cả tính từ đằng sau. Và tính từ này nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ ở đằng trước động từ taste. Thế còn nếu như nó có nghĩa là nếm, thì nếm thì bao giờ đằng sau đó nó cũng phải cộng với cả một tân ngữ. Nếm cái gì, đúng không? Nếm cái gì? Đấy, thì nếm này cộng với tân ngữ và đằng sau đó chắc chắn chúng ta phải dùng động từ và động từ này, trạng từ. Và trạng từ này sẽ bổ nghĩa cho động từ nếm. Đấy, viết thế này chúng ta đã hiểu chưa? Taste, thứ nhất, nó có thể đóng vai trò là linking verb, đóng vai trò là động từ nối. Thì khi là động từ nối, nó có nghĩa là có vị gì đó, đúng không? Có vị gì đó thì đằng sau đó nó có thể cộng với cả tính từ. Và cái này có vị rất là ngon, có vị rất là thơm, có vị ABCDZ gì đấy. Thì khi nó là động từ thường thì nó sẽ có nghĩa là nếm. Nếm thì bao giờ phải nói là nếm cái gì. Tức là đằng sau đó chúng ta sẽ dùng tân ngữ. Và đã là tân ngữ rồi á, thì bao giờ cũng phải là trạng từ. Và trạng từ đứng ở đằng và trạng từ nó sẽ bổ nghĩa cho động từ nếm này. Như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta là gì? Chúng ta đã hiểu chưa? Chúng ta đã hiểu chưa? Đó. Như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là gì đây? Careful hay là carefully? Nếm. Và chúng ta nhìn này, cách thức để phân biệt. Taste ở đây nó dùng với các tân ngữ, đúng không? Taste the soup. Khi mà động từ mà kết hợp với cả tân ngữ thì lúc đấy nó là động từ thường. Đấy, nếm cái gì mà, đúng không? Là tân ngữ đấy. Thì đằng sau đó chúng ta phải dùng gì? Trạng từ, nhớ chưa? Như vậy câu này đáp án đúng của chúng ta là carefully. Nếm một cách cẩn thận rồi. Đừng lo. Đó. Rồi tiếp theo câu số 14. Tỉnh nhá, tỉnh cho cô nhá. Appear. Cô lại ghi rõ cái từ appear ra đây. Appear nếu là động từ thường, đúng không? Động từ thường cô sẽ ký hiệu là verb bình thường nhé, thì có nghĩa là xuất hiện. Còn nếu mà nó là linking verb, đúng không? Linking verb cô sẽ ký hiệu là linking verb là LV, được chưa? Là LV
Linking verb thì đằng sau đó nó có thể cộng với cả tính từ. Và lúc đấy nó có nghĩa là gì? Có vẻ như, thấy chưa? Có vẻ, trông có vẻ. Đấy, trông có vẻ. Thế còn cái này là xuất hiện, nghĩa khác hẳn nhau nhá. Đấy, như vậy một từ nó có thể vừa là động từ thường, vừa có thể là linking verb. Rồi, bây giờ appear, đúng không? Sau appear. Và chúng ta chú ý này, nếu là linking verb, nhớ chưa? Nếu trong trường hợp là linking verb thì tính từ này nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ đứng ở đằng trước, động từ. Đây cũng thế. Đây là nếu mà là linking verb thì cái tính từ này nó bổ nghĩa cho cái danh từ đứng ở đằng trước động từ taste, hoặc là đứng ở đằng trước động từ appear. Cái câu này chúng ta có động từ calm, đúng không? Calm có nghĩa là bình tĩnh. Đấy, hay là calmly là một cách bình tĩnh. My wife là vợ của tôi. Vợ của tôi xuất hiện một cách bình tĩnh hay là dường như có vẻ bình tĩnh. Sau cái tin đó. Xuất hiện thì thường có ai nói xuất hiện một cách bình tĩnh không? Mà thường là xuất hiện một cách đột ngột, đúng không? Hoặc là xuất hiện một cách, có ai nói xuất hiện một cách bình tĩnh không nhỉ? Cái này thì đúng là cái câu này ấy, thì nó cũng hơi bị gây tranh cãi một tí đấy. Chúng ta có thể chọn calm cũng được, mà nếu như chúng ta nói là xuất hiện một cách bình tĩnh thì vẫn có thể chọn calmly được. Appear calmly. Nhưng mà thôi, cô cũng chưa thấy ai nói là xuất hiện một cách bình tĩnh bao giờ cả, mà thường là xuất hiện một cách đột ngột, đúng không? Thường là như vậy. Thế cho nên là chúng ta sẽ chọn cái phương án là calm, tính từ. Và tính từ này sẽ bổ nghĩa cho cái chủ ngữ ở đằng trước là vợ của tôi bình tĩnh sau cái tin đó. Đấy, tức là ở đây ám chỉ là sau một cái tin tức, đúng không? Nghe thấy thì trông có vẻ như vẫn rất là bình tĩnh. Đấy, trông có vẻ rất là bình tĩnh. Thì theo ý của cái câu này ấy, thì chúng ta sẽ chọn cái phương án là calm, bình tĩnh. Đấy, bởi vì rõ ràng là sau khi nghe cái tin thì thường người ta sẽ bị sốc hay người ta sẽ bị như thế nào đấy. Nhưng bà này thì trông vẫn rất là bình tĩnh. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ chọn từ appear. À, bởi vì trông có vẻ bình tĩnh, tức là căn cứ vào nghĩa của cái câu này nhá, thì chúng ta chọn cái từ calm và chọn tính từ. Và tính từ này sẽ bổ nghĩa cho chủ ngữ ở đây là my wife, là vợ của tôi bình tĩnh, được chưa? Đấy, như vậy câu này thì calm thì nó sẽ phù hợp hơn. Rồi tiếp theo 15 nào. He is shouting at his son. Đấy, anh ấy đang hét lên với cả con trai của anh ấy. He seemed very cái gì đó. Và chúng ta có hai phương án là angry và angrily. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Ở đây có bạn Đỗ Nhật Nguyễn nói là linking verb là động từ liên kết, thường là hay vế. Hay vế có nghĩa là hay mệnh đề hay là hay cái gì? Nếu mà nói hay vế là không đúng lắm đâu. Gọi là liên, đúng là nó có, tức là linking verb là động từ nối. Nhưng nó sẽ nối giữa cái gì? Nó sẽ nối giữa cái thành phần bổ ngữ này với cả cái chủ ngữ ở đằng trước. Đấy, phải nói như vậy thì nó mới chuẩn. Chứ còn hay vế thì nghe nó rất là chung chung. Và thứ hai nữa là vế thì thường là người Việt Nam mình thường hay ám chỉ là mệnh đề. Nên cái hay mệnh đề là sai. Đây là chương trình trong sách giáo khoa nhá. Đây là trong chương trình Unit 2. Nó là một cái Unit 2 trong chương trình lớp 11 thí điểm. Câu này chúng ta chọn angry, đúng không? Dường như là cái từ appear, từ seem này thì cũng bằng cái từ appear, đều có nghĩa là dường như. Dường như là thì đằng sau đó chúng ta cộng với cả một tính từ. Và tính từ này là bổ nghĩa cho chủ ngữ là he, nhớ chưa? Chúng ta phải biết là tính từ nó bổ nghĩa cho cái gì. Đấy, tính từ bổ nghĩa cho he, tức là anh ta tức giận. Tiếp theo câu 16 nào, bây giờ chỗ nhanh nhé. I think the food smells terrible hay là terribly. You should throw it away. Bạn ấy ném nó đi đi. Thì tôi nghĩ rằng cái thức ăn này nó smells, nó có thể có hai cách sử dụng, nó giống như từ taste, nhớ chưa? Taste có hai cách sử dụng, thứ nhất là có vị, thứ hai là nếm. Thì smell cũng vậy, smell nó có hai nghĩa, thứ nhất là có mùi và thứ hai là ngửi. Có mùi thì nó là linking verb, còn ngửi thì nó là động từ bình thường. Thế bây giờ câu này nó có mùi hay là ngửi? Ngửi thì phải là ngửi cái gì, đúng không? Sau động từ ngửi ấy. Ví dụ nếu như là smell có nghĩa là ngửi nhá, thì đằng sau đấy phải có tân ngữ ở đằng sau. Ngửi cái gì? Ngửi cái tờ giấy hay là ngửi một cái bút hay là ngửi thức ăn hay là ngửi cái gì? Nhưng ở đây thì đằng sau đó chúng ta xem là có tân ngữ hay không. Nếu không có tân ngữ thì đấy là linking verb. Bởi vì ngửi mà. Nếu mà là động từ thường
Nếu là động từ thường là ngửi thì thường đằng sau phải có tân ngữ. Còn nếu không có tân ngữ thì nó sẽ là linking verb. Và linking verb thì đằng sau cộng gì? Tính từ chứ không thể cộng trạng từ được, đúng chưa? Cho nên con này chọn terrible. Có mùi, được chưa? Khi nó là linking verb thì nó có nghĩa là có mùi. Đó, thế thôi. Cách phân biệt nhá. Cách phân biệt là như vậy. Cách phân biệt làm thế nào để biết được khi nào smell nó cộng với tính từ và khi nào cộng với trạng từ thì chúng ta phải căn cứ vào tân ngữ, được chưa? Nếu như đằng sau smell này có tân ngữ thì thường là đằng sau đấy chúng ta sẽ phải cộng với cả một trạng từ. Đó, thì đến lúc đấy là động từ, nó có ngửi mà, ngửi cái gì như thế nào, đúng chưa? Tiếp theo câu 17 đi nào. This plant grows. Và chúng ta có quickly hay là quick hay là if it absorbs enough water. Absorb đây có nghĩa là ngấm, ngấm đủ nước. Nếu mà nó có thể ngấm và hút đủ nước ấy, thì cái cây này nó sẽ grows quickly hay là quick. Nào comment thử đi, grows ở đây dùng quickly hay quick. Grow nó cũng là một từ mà vừa có thể là động từ thường, vừa có thể là linking verb. Thì khi nó là động từ thường, để cô sẽ ghi ra đây để chúng ta tiện ghi chép nha. Khi nó là động từ thường á, thì có nghĩa là tăng trưởng. Ví dụ nền kinh tế tăng trưởng, đúng không? Grow. Hoặc cũng là lớn, đứa trẻ lớn lên ý, đúng không? Động từ thường, verb thường á, thì nó có thể có nghĩa là lớn lên, đúng không? Lớn này, lớn lên. Hoặc có nghĩa là tăng trưởng, đúng không? Hoặc tóc, nó có thể dùng mô tả tóc nữa. Tóc thì lúc đấy nó sẽ có nghĩa là gì? Là mọc, đúng không? Tóc bắt đầu mọc rồi này này. Đó, tóc hoặc là lông ấy, bắt đầu mọc rồi. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà nó là một cái linking verb thì lúc này nó sẽ bằng với cả become, trở nên. Đấy, hoặc là begin, trở nên như thế nào đấy. Thì đằng sau đó chúng ta sẽ cộng với cả một tính từ. Thế bây giờ câu này chúng ta xem nào, nó có nghĩa là gì. Bây giờ nghĩa thì nhìn nghĩa thì chúng ta biết đúng không? Trời bắt đầu trở nên tối rồi đấy. Chúng ta dùng là gì? Grow, đúng không? Hoặc là người ta bắt đầu già đi rồi đấy. Hay là hết pin à, may quá không phải hết pin. Ok, các bạn đi đâu hết rồi? Sách lớp 12 mới á. Lớp 12 thì các bạn không học sách mới đâu. Lớp 12 bây giờ các bạn chỉ mãi luyện đề mới ôn thi chuyên các thứ thôi. Quickly, đúng rồi. Câu này có nghĩa là gì? Cái cây này nó đang lớn, đúng không? Lớn rất nhanh. À, câu này có nghĩa là lớn này. Hoặc là đang tăng trưởng này. Chứ không thể có nghĩa là bắt đầu trở thành cái gì đó được, đúng không? Tại ví dụ chúng ta bắt đầu già đi, chúng ta nói là grow gì? Old. Đó, bắt đầu già đi. Thì grow đây là bắt đầu hoặc là trở thành như thế nào đấy nhá. Đó. Tóm lại câu này chọn quickly là đúng rồi, bởi vì nó có nghĩa là tăng trưởng nhanh, đúng không? Tiếp là câu 18. His resignation. Resignation có nghĩa là sự từ chức, động từ của nó là resign. Chúng ta có động từ resign, có nghĩa là từ chức, và danh từ là resignation. His resignation was very, và chúng ta có hai phương án là surprising và surprisingly. Đây là tính từ, còn ly thì sẽ là trạng từ. Thì bây giờ câu này chúng ta sẽ chọn phương án gì đây? His resignation was very surprising hay là surprisingly? Câu này thì khá là dễ đúng không? Đúng rồi, câu này chúng ta sẽ chọn là gì? Surprising thôi, bởi vì sao? Động từ to be. Đó. Động từ to be thì làm sao mà đi với trạng từ được, đúng không? Động từ to be chỉ đi với tính từ thôi, nhá. Động từ to be. Ở đây công thức là gì? Chủ ngữ này, sau đó là động từ to be này. Thì đằng sau đó bắt buộc phải là tính từ, không thể là trạng từ được. Và tính từ này sẽ bổ nghĩa cho chủ ngữ ở đằng trước. Đấy, như vậy là gì? Cái gì gây ngạc nhiên? Chính là cái sự từ chức của anh ta. Đấy, thì cái này bổ nghĩa cho cái sự từ chức này. Được chưa? Đấy, cái này không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Động từ to be thì đằng sau chỉ có thể đi về tính từ, không đi về trạng từ. Nhớ không? Em ấy hộ chị nhá. Chị này. Tiếp theo là câu 19. Bây giờ chúng ta sẽ chữa nhanh một tí nhá. The doctor checked my legs. Và sau đó chúng ta có carefully hay là careful to see if there were any injuries. Câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây?
Em mạnh dạn chọn surprising. Ok, mạnh dạn thì là tốt. Câu 19 có lẽ là carefully. Câu này chúng anh nhìn thấy gì? Có check là động từ, anh nhìn rất nhanh này. Động từ. Lack là tân ngữ, đúng không? Đã có động từ, có tân ngữ rồi, đằng sau sẽ là vị trí của trạng từ. Chọn ngay cái từ gì đấy? Carefully. Đấy, khỏi phải suy nghĩ nhiều. Nhìn cái hiện tượng là chúng ta biết ngay. Đấy, có động từ, đây là tân ngữ này. Check cái gì đúng không? Kiểm tra cái gì? Kiểm tra chân của tôi. Thì phải kiểm tra một cách kỹ càng. Trạng từ này bổ nghĩa cho cái từ check. Kiểm tra một cách kỹ càng. Thế thôi. Tiếp theo 20 nào. Làm thật nhanh đi nào. She is looking at the picture. Câu này dễ chưa? Câu này dễ chưa? Nhìn sau cái looking ấy, nó có tân ngữ không? Sau cái looking at có tân ngữ, có danh từ không? Nếu có danh từ thì đấy là động từ thường. Chọn nhanh. Bởi vì look at lúc này có nghĩa là nhìn rồi. Nhìn chứ không có nghĩa là trông có vẻ rồi. Chọn nhanh nào. Đúng rồi, câu này bắt buộc phải là trạng, đúng không? Chúng ta dần dần cũng phải tỉnh ra, đúng không? Đôi khi chả cần phải dịch nghĩa đâu, có thể cũng làm được luôn, đúng không? Vậy chúng ta có looking at, đây là động từ này. Sau đó là tân ngữ này, the picture này. Thì chắc chắn phải là trạng từ, đúng chưa? Cô ấy nhìn vào cái bức tranh rất là chăm chú. Gọi là một cách chăm chú. Trạng từ thì mình dịch là một cách nhé, bởi vì là đây là trạng từ chỉ cách thức. Trạng từ mà có đuôi ly á, thì nó là trạng từ chỉ cách thức. Tiếp, bây giờ câu 21 khó hơn này. Chúng ta sẽ làm đến câu 25 nhé. Chúng ta sẽ chỉ làm đến câu 25 thôi. Câu 21. Câu 21 đố các em I see hay là I'm seeing that the situation is out of control. Out of control có nghĩa là nằm ngoài tầm kiểm soát. Bây giờ chọn I see hay là I'm seeing. Và nếu như chúng ta chọn cái phương án đó thì cái từ see ở đây có nghĩa là gì? Câu này khó rồi nha. Từ see đây nghĩa là gì? Nếu mà là see thì see nghĩa là gì? Comment thật nhanh nào. Ok, cô thấy phần lớn chúng ta đều chọn I see rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà chọn see á, thì see ở đây sẽ có nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Liệu có phải là nhìn không? See ở đây sẽ có nghĩa là gì nào? Cảm thấy, đoán, sai hết. See ở đây không có nghĩa là đoán hay là cảm thấy hay là gì hết. Nhận ra, nhận thấy cũng gần đúng. Nhận ra gần thấy là cũng gần đúng rồi nhưng nó vẫn chưa phải từ đó. Thấy rằng là cũng chưa đúng. Từ see không phải là thấy rằng. Thấy rằng có nghĩa là gần đúng rồi đấy. Nhưng nó chưa phải. Hiểu đúng rồi, Quân Nguyễn. Từ see ở đây á, bằng với cả từ understand. Tức là khi nó là động từ nối thì nó sẽ có nghĩa là understand. Nhưng nó không có nghĩa là nhìn thấy nữa rồi, đúng không? I see, oh I see. Mình hiểu rồi, đúng không? Và khi mà ai đó nói một cái gì đấy, mình bảo oh mình hiểu rồi, thì mình nói là oh I see, hiểu chưa? I see. Thì see bằng với cả understand là hiểu. Ok? Tôi hiểu rằng là cái tình hình như vậy là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi. Out of control, nằm ngoài tầm kiểm soát. Như vậy hôm nay chúng ta học được một cái từ mới không? See. Bình thường chúng ta nghĩ see là nhìn thấy, nhưng see đây có nghĩa là hiểu bằng với cả understand. Rồi tiếp theo, câu 22 nào. These silk sheets, đúng không? Sheets có nghĩa là cái mảnh, mảnh gọi là mảnh gì đây? Silk là lụa, đúng không? Cái mảnh lụa này thì feel hay là are feeling? Chúng ta để ý thấy này, đằng sau nó là lovely and smooth. Đây là các tính từ. Đã là tính từ rồi á, thì chúng ta chọn cái gì? Chọn feel hay là are feeling? Theo em là are feeling là chết rồi. Câu này đáp án là feel. Vì sao các bạn biết không? Vì sao? Feel đây ám chỉ cái xúc giác của chúng ta ấy. Là sờ nó cảm giác như thế nào ấy. Thế thì đằng sau nó là cộng với tính từ đúng không? Đã cộng với tính từ thì không thể chọn nó. Đã là cộng với tính từ thì nó là linking verb đúng không? Nó là động từ nối. Mà đã là động từ nối thì không bao giờ chỉ ở dạng tiếp diễn.
Được chưa? Đấy, kiến thức này là chúng ta phải nhớ nhé. Động từ nối khi đằng sau nó cộng với tính từ thì không bao giờ chia ở dạng tiếp diễn. Đấy, có nghĩa là câu này không bao giờ dùng I'm feeling được. Thấy chưa? Feeling nếu mà dùng là I'm feeling good, vậy cả tôi cảm thấy thì feel có nghĩa là cảm thấy thì dùng được, là dùng được ở dạng tiếp diễn. Tuy nhiên ở đây nó không có nghĩa là cảm thấy mà có nghĩa là sờ cái cảm giác. Cái cảm giác của nó ám chỉ xúc giác mà, đúng không? Là sờ cảm thấy như thế nào đấy. Cái cảm giác ấy, sờ nó rất là gì đáng yêu và rất là trơn, đúng không? Nó rất là trơn, smooth. Rồi tiếp theo câu 23 tiếp đây nào. Dễ đúng không? Bây giờ bắt đầu dễ rồi. Bây giờ chúng ta nhìn kỹ đi, đằng sau nó có cái gì? Are tasting hay là taste? Bởi đằng sau nó có delicious. Delicious có nghĩa là ngon, nó là một tính từ. Delicious là ngon, là tính từ. Thì tính từ nó sẽ cộng với cả cái gì ở đằng trước? Nào chọn thật nhanh nào. Taste, mạnh dạn chọn taste đúng không? Bắt đầu tinh ra rồi đấy đúng không? Đã là tính từ á thì kết hợp với cả động từ ở đây đúng không? Taste. Đấy, có nghĩa là những cái xúc xích này thì cái vị của nó rất là có vị, rất là ngon, hiểu chưa? Lúc này có nghĩa là có vị rồi. Đấy, thì cô nhớ cho cô là gì? Nếu như là linking verb, tức là động từ nối, thì không bao giờ đi với tiếp diễn, hiểu chưa? Chỉ đi ở thì đơn thôi, có thể là quá khứ hoặc có thể là hiện tại đơn, nhớ không? Không bao giờ đi tiếp diễn. Đấy, khi mà chúng ta nói là cái gì đấy nó có mùi hoặc có vị như thế nào đấy, không bao giờ dùng dưới dạng tiếp diễn. Rồi tiếp theo, câu 24. Why do you smell? Hay là why are you smelling the milk? Do you think it has gone off? Gone off hay là go off có nghĩa là bị hỏng. Cái động từ gốc của nó là go off, có nghĩa là bị hỏng. Bạn có nghĩ là nó bị hỏng không? Bị hỏng ở đây có nghĩa là bị ôi thiêu, bốc mùi á. Đấy thì tại sao bạn lại đang smell hay là are you smelling the milk? Ở đây chúng ta để ý kỹ cho cô là đằng sau cái động từ smell và are you smelling nó là từ loại gì? Nếu nó là tính từ thì nó sẽ là động từ nối. Còn nếu nó là danh từ thì nó sẽ là động từ thường. Thì đây là động từ thường hay nó là động từ nối? Để bắt đầu dễ rồi đúng không? 100% là smell. Sai rồi các em ơi. Dùng smell có nghĩa là nó có vị đúng không? Có vị thì đằng sau phải cộng với tính từ. Có vị như thế nào mà? Ở đây đằng sau nó là tân ngữ. Nhìn kỹ cho cô cái tân ngữ nhá. The milk. Tân ngữ. Tân ngữ thì chỉ đến với động từ thường. Động từ thường thì sẽ có cái tân ngữ ở đằng sau. Đấy, và lúc đấy nó sẽ có nghĩa là nếu, tại sao bạn ngửi. Lúc đấy động từ nó có nghĩa là ngửi. Và lúc đó khi là động từ ngửi thì mình có thể chia ở dạng tiếp diễn được. Như vậy câu này chúng ta sẽ chọn là are you smelling, đúng không? Why are you smelling the milk? Tại sao bạn lại đang ngửi cái sữa vậy? Đó, như vậy câu này phải là are you smelling. Rất là dễ bị nhầm. Rất là dễ bị nhầm, nhớ chưa? Đấy, nhớ cho cô này. Cô nhắc lại cái câu số 24 nữa. Thích thì ghi vào trong vở. Ở đây chúng ta dấu hiệu nhận biết. Thứ nhất là chúng phải quan sát đã, là đằng sau cái phương án này nó có từ milk, đúng không? Milk ở đây là sữa. Nó là tân ngữ của động từ smell, hiểu chưa? Smell ở đây nó không có nghĩa là có vị, mà phải có nghĩa là ngửi, đúng không? Không phải có nghĩa là có vị mà có mùi. Đấy, nó không có nghĩa là có mùi mà có nghĩa là ngửi. Đấy, ngửi thì khi mà nó có nghĩa là ngửi, tức là nó là động từ thường, thì mình có thể chia ở dạng tiếp diễn. Tại sao bạn lại đang ngửi như vậy? Đây là một cái tình huống, đúng không? Đây là cái tình huống, cho nên là mình có thể sử dụng thì tiếp diễn được. Rồi, câu 25. Enjoy và are you enjoying? Chọn cái gì? Khó rồi đấy, đúng không? Do you enjoy hay là are you enjoying the party? Đã 26 rồi, thôi 25 đi, tập trung 25 đi các em. Và lát rồi nốt câu 26 nhá. Câu nốt câu 25 đi xem nào. Như vậy có hai trường phái đúng không? Có hai trường phái. Một trường phái là do you enjoy và một trường phái là are you enjoying. Câu này đáp án đúng của chúng ta sẽ là are you enjoying. Cố gắng nốt hai câu nữa. Tại sao lại là are you enjoying?
Enjoy có thể dùng dạng tiếp diễn đấy, đừng có nghĩ là lúc nào nó cũng ở ở thì hiện tại đơn nha. Câu này là are you enjoying the party? Được chưa? Enjoy. Câu này nữa dịch ra là bạn có đang cảm thấy vui không? Are you enjoying the party? Bạn có đang cảm thấy vui không? Chứ không phải là bạn có đang thích cái bữa tiệc này không? Bình thường cái động từ enjoy ấy, bình thường nếu là bình thường á, nó là enjoy thì bình thường có nghĩa là thích đúng không? Thích cái gì đó. Ví dụ I enjoy reading books. Tôi rất là thích đọc sách. Thế thì enjoy nó có nghĩa là thích theo kiểu là nói về một cái sở thích đúng không? Thích. Thích cái gì đúng không? Thì khi nó có nghĩa là thích cái gì thì thường là ám chỉ cái sở thích của chúng ta. Thế còn nếu mà ám chỉ sở thích thì lúc đó chúng ta có thể nói là do you enjoy parties? Bạn có thích tiệc tùng không? Bạn có thích tiệc tùng không? Và lúc này chúng ta để ý cái từ parties ở đây, cô để nó là danh từ số nhiều. Bởi vì ở đây chúng ta đang nói chung, đang hỏi chung thôi, chứ không nói về một cái bữa tiệc cụ thể nào cả. Đúng không? Nói chung. Khi đã nói chung rồi thì ám chỉ sở thích. Do you enjoy parties? Bạn có thích tiệc tùng không? Thế còn câu này ấy, chúng ta để ý kỹ cho cô, là nó dùng là the party. The party, nó dùng mạo từ the cộng với cả một danh từ số ít thì lúc đấy nó ám chỉ một bữa tiệc rất cụ thể. Một bữa tiệc rất cụ thể. Và ví dụ như là có một bạn, bạn ấy đang đứng ở đây, bạn ấy và cô cùng tham gia một bữa tiệc, cùng đang tham gia một bữa tiệc. Sau đó cô quay ra cô hỏi bạn là are you enjoy the party? Bạn có đang cảm thấy vui không? Đấy, thì lúc đấy cái từ enjoy ở đây nó không, nó có nghĩa là bạn có đang thưởng thức được cái bữa tiệc này hay không. Đấy, thì enjoy nó còn có nghĩa nữa, có nghĩa là đang thưởng thức, tận hưởng cái gì đó. Có thưởng thức hoặc là tận hưởng cái gì đó. Đấy, thế còn trong trường hợp này á, thì mình không dịch là bạn có đang tận hưởng được cái bữa tiệc này không, mà chỉ đơn giản là bạn có đang cảm thấy vui không, được chưa? Đấy, thì thì lúc đó thì the party thì mình có thể sử dụng là thì hiện tại tiếp diễn để ám chỉ một cái bữa tiệc rất là cụ thể. Thì enjoy in ở đây nó không có nghĩa là thích nữa, đúng không? Không có nghĩa là ám chỉ sở thích nói chung nữa, mà lúc đấy nó ám chỉ một cái gọi là bạn có đang tận hưởng cái bữa tiệc này không? Tức là bạn có đang cảm thấy vui không? Được chưa? Đó. Thì cái nghĩa ở đây mình có thể tạm hiểu nó có nghĩa là tận hưởng. Bạn có đang tận hưởng được cái bữa tiệc này không? Đấy, còn đang cảm thấy vui hay không? Câu này khó đúng không? Rồi, câu cuối đi nào. Tất nhiên là phải có người quay rồi chứ làm sao mà tự cô quay được. Câu 24 có gì đâu mà thắc mắc. Tại sao bạn lại đang ngửi đúng không? Khi mà chúng ta nói là ngửi thì nó là động từ thường. Còn khi mà từ smell á, nó là động từ nối thì lúc đấy nó có nghĩa là có, gọi là có mùi gì đó. Có mùi thì đằng sau thường mình phải dùng tính từ chứ, đúng không? Cái gì đó có mùi, ví dụ mùi mùi tệ thế, mùi kinh khủng đấy, mùi rất là ghê ấy, đúng không? Rồi nốt câu cuối đi nào. You haven't said a word all morning. Cả sáng nay chả thấy nói câu nào thế. Bạn đang nghĩ gì thế? Hay là what do you think? What are you thinking about? Hoặc là what do you think about? Câu này chọn gì đây? Think. Rất nhiều người chọn do you think. Từ think này nó cũng giống như cái từ enjoy á. Giải thích nốt cái từ think nha. Think. Khi là verb bình thường, đó, khi là verb bình thường thì nó sẽ có nghĩa là suy nghĩ về cái gì. Nó có nghĩa là suy nghĩ. Suy nghĩ về cái gì. Thì lúc đấy nó hay đi với cả think of hoặc là think about, đúng không? Suy nghĩ về cái gì, ám chỉ hành động suy nghĩ. Ở đây chúng ta phải hiểu ám chỉ hành động suy nghĩ. Hành động. Tôi đang suy nghĩ rằng là ngày mai sẽ nghỉ một hôm.
để đi chơi. Đấy, gọi là đang suy nghĩ về cái việc đó. Tiếp theo, khi nó là linking verb. Khi nó là linking verb thì lúc đấy nó có nghĩa là nghĩ rằng. Nghĩ theo kiểu là đưa ra quan điểm. Nghĩ nhá, nó cũng có nghĩa là nghĩ, nhưng nó ám chỉ, nó đưa ra quan điểm, đưa ra suy nghĩ, đưa ra quan điểm. Ám chỉ đây là đưa ra quan điểm. Bạn nghĩ gì về virus corona? Bạn nghĩ gì về virus corona? Thì lúc đó chúng ta dùng là what do you think about coronavirus? What do you think about coronavirus? Đúng không? Bạn nghĩ gì? Thế còn tôi đang suy nghĩ là ngày mai tôi sẽ nghỉ một hôm đấy. I'm thinking about. Thế bây giờ chúng ta quay lại câu này. Bạn chả nói cái lời nào thế? Bây giờ nó hỏi là bạn đưa ra ý kiến đúng không? Cái ý kiến của bạn, quan điểm của bạn về cái gì? Hay là hỏi là bạn đang nghĩ gì trong đầu thế? Mà chả nói câu nào. Thế cho nên câu này chúng ta chọn gì đây? Đúng rồi, cô thấy rất nhiều comment đúng rồi. What are you thinking about? Hiểu chưa? Đó, câu này đáp án đúng là what are you thinking about? Bạn đang nghĩ gì thế? Đó, thế thôi, rất là đơn giản đúng không? Đấy, nhưng mà nhiều khi mà không biết nó làm sai thôi. Đấy, tóm lại chúng ta nhớ cho cô là gì? Một cái là chỉ hành động, nhớ, còn một cái là chỉ đưa ra quan điểm. Thực ra cái này người ta cũng gọi cái linking verb này đôi khi nó gọi là động từ chỉ trạng thái đó, đúng chưa? Đưa ra quan điểm. Khi đưa ra quan điểm thì không dùng dưới dạng verb ing. Đấy. Nhớ chưa? Linking verb này không dùng dưới dạng ing, không dùng dưới thì tiếp diễn, mà bao giờ cũng dùng thì đơn thôi. Được chưa? Bao giờ cũng dùng thì đơn. Đấy, tóm lại là chép cái này vào. Nhớ nhá, ghi nốt vào đây nữa là gì? Không dùng dưới thì tiếp diễn, nhá. Cái này là không dùng với thì tiếp diễn. Ok, rồi như vậy cô hy vọng là hôm nay qua cái phần live này thì chúng ta cũng đã nắm được một chút những cái kiến thức về cái phần gọi là động từ nối, đúng không? Đấy, tức là chúng ta phải chú ý cho cô là có những cái động từ á, nó vừa có thể là động từ thường, vừa có thể là động từ nối, và chúng ta phải phân biệt được nhìn vào một câu á. Nhìn vào một câu thì phải biết là khi nào nó là động từ thường, khi nào nó là động từ nối. Thế thì thông thường động từ thường á, đúng không? Là ám chỉ hành động. Thế ám chỉ hành động. Ví dụ đây là hành động suy nghĩ, đúng không? Hành động là xuất hiện. Hành động là nhìn vào cái gì đó. Hành động là ngửi, là nếm, đúng không? Đấy chỉ hành động, được chưa? Động từ thường là chỉ hành động. Thế còn linking verb thường ám chỉ trạng thái, được chưa? Một cái là hành động, một cái là trạng thái. Trạng thái ở đây là gì? Có vị gì đó, có mùi gì đó, dường như là, trông có vẻ như là, hoặc là đưa ra quan điểm, đúng không? Tôi nghĩ rằng là trạng thái đấy, được chưa? Đấy, hoặc là gì? Cảm thấy đang hưởng thụ cái gì đó, đúng không? À sorry, trạng thái đây là cái sở thích, sorry. Đấy, thế còn hành động, đúng không? Hành động là đang hưởng thụ một cái gì đó. Đó. Thế còn see nữa, đúng không? Nhớ là động từ see thì bình thường động từ thì nó sẽ có nghĩa là gì? Là đi gặp bác sĩ này, hoặc là ví dụ I'm seeing the doctor tomorrow. Ngày mai mình sẽ đi gặp bác sĩ đấy. Đấy, thì I'm seeing the doctor tomorrow có nghĩa là ngày mai mình sẽ đi gặp bác sĩ. Ngoài ra see nó còn có nghĩa là nhìn thấy, trông thấy cái gì đó. Đấy là động từ, chỉ hành động. Thế còn nếu mà là trạng thái thì see nó bằng với cả understand là hiểu, đúng không? Hiểu là trạng thái mà, đúng không? Trạng thái đầu óc của chúng ta là chúng ta hiểu cái gì đó, chứ nó không phải là hành động, nhá. Thế thì nhớ cho cô là động từ thường là chỉ hành động. Thế còn động từ mà gọi là linking verb nó chỉ trạng thái. Ok, trạng thái thì thông thường đằng sau nó sẽ đi với cả tính từ. Đấy, thế còn hành động thì đằng sau nó thường sẽ có tân ngữ, được chưa? Mà tân ngữ thì động từ chỉ hành động bao giờ cũng phải là có trạng từ bổ nghĩa cho nó. Rồi, hy vọng là chúng ta hiểu được rồi nhé. Trạng thái yêu cô. Đúng rồi, love, đúng không? Yêu cũng là một cái động từ chỉ trạng thái. Đấy, những cái động từ chỉ trạng thái, nhớ chưa? Đấy, thường thì không bao giờ dùng dưới dạng tiếp diễn. Đấy, còn hành động thì có thể dùng ở dưới dạng tiếp diễn, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta comment thử xem hôm sau chúng ta muốn học cái gì nhá. Cô lưu ý là cái phần này là cái phần word, phần ngữ pháp có trong cái Unit 2 của chương trình lớp 11 thí điểm. Em lớp 10 vẫn vào, lớp 11 lẫn 12 xem cô dạy anh văn. Quốc công là bạn rất là chăm đấy, sắp sửa chăm như anh Trần Tèo rồi đấy.
Trần Tèo là toang 3 câu đây này, không phải là dễ đúng không? Lớp 12 cũng cần phải học, không phải bạn nào cũng biết cái này đâu. Ok, comment xem là hôm sau. Hôm sau thì cô sẽ lại quay lại chương trình lớp 11 cũ nhá. Đấy, cứ cách tuần chủ nhật này thì là thí điểm mới, thì chủ nhật sau sẽ là chương trình cũ, bởi vì là chúng ta đang có hai chương trình song song, mà cái lực lượng chương trình cũ là cái gọi là lực lượng rất là đông đảo. Đây, chuyên đề ngữ pháp đây. Mệnh đề quan hệ hay là còn gọi là câu trẻ hay là câu nhấn thì nó cũng là một trong những cái chủ điểm ở trong chương trình ngữ pháp mới đấy. Rút gọn mệnh đề quan hệ, chúng ta có vẻ rất là sợ mệnh đề quan hệ. Năm hôm hôm nào cũng thấy comment mệnh đề quan hệ, có vẻ rất là sợ. Danh động từ hoàn thành. Danh động từ hoàn thành. Ok. Mệnh đề quan hệ. Rất nhiều bạn sợ mệnh đề quan hệ. Hôm sau chúng ta sẽ học mệnh đề quan hệ nhé. Chúng ta ưu tiên học những cái gì có trong sách giáo khoa trước. Những cái chuyên đề có trong sách giáo khoa trước. Ok, hôm sau sẽ học mệnh đề quan hệ nhé. Ngữ pháp tiếp nhé. Ngữ pháp tiếp, mệnh đề quan hệ. Phát âm SS. Oh, dễ quá rồi. Nhiều bạn không biết phát âm cái đó. Dạy phát âm mệt lắm. Mệnh đề quan hệ nhé. Ok, hôm sau. Mệnh đề quan hệ thì mới hay cũ đều học được hết. Kể cả các anh chị lớp 12 học được hết, đúng không? Ok, rồi như vậy là chúng ta sẽ thống nhất là buổi chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ học ôn về mệnh đề quan hệ. Và qua cái phần bài tập ôn á, thì chúng ta sẽ nắm được, nó củng cố lại cho chúng ta các kiến thức liên quan đến mệnh đề quan hệ. Ok, đó thì bây giờ chúng ta hãy nói lời tạm biệt nhau đi nào. It's time to say goodbye.